bài trích phúc âm theo thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói với những người trong hội đường: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi hãy chữa lấy mình tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Phạc Naum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp, "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình." Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Eliseo, thiếu gì người phong hùi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành này, được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đoạn tin mừng trên đây theo Thánh Luca tiếp nối đoạn 4 được đọc trong Chúa Nhật tuần trước qua đó, sau khi đọc đoạn sách ngôn sứ Isaiah về những hoạt động của vị thiên sai như chữa lành những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân, Chúa Giêsu xác quyết những lời ấy hôm nay được ứng nghiệm. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong một buổi đọc kinh truyền tin đã giải thích rằng những người dân trong hội đường Nazareth biết rõ Chúa Giêsu, thân thế và gia đình Ngài. Giờ đây, sau một thời gian vắng mặt, Ngài trở về quê hương và sau bài đọc ở hội đường, Ngài cho mọi người thấy những lời ngôn sứ ấy ám chỉ về Ngài. Sự kiện này gây ngỡ ngàng nơi những người dân ấy, một đàng tất cả tỏ ra ngưỡng mộ về những lời xuất phát từ miệng Ngài. Tin mừng theo Thánh Marco cho biết nhiều người đặt câu hỏi bởi đâu ông ta được như thế ông ta được khôn ngoan như vậy có nghĩa là làm sao đằng khác những người đồng hương biết ngài quá rõ họ nói ông ấy cũng là những người như chúng tôi ông ta chẳng phải là con ông du xe sao chính vì biết thái độ khép kín ấy như trầm ngôn không ngôn xứ nào được chấp nhận tại quê hương nên chúa giê xu nói với những người trong hội đường những lời có vẻ như khiêu khích Ngài trích dẫn hai phép lạ do hai vị đại ngôn sứ Elia và Eliseo thực hiện, không phải để giúp người Israel, để chứng tỏ rằng nhiều khi có nhiều đức tin ở ngoài Israel hơn. Trước những lời ấy, mọi người trong hội đường đồng thanh đứng dậy, đuổi Ngài ra ngoài và thậm chí còn tìm cách quăng Ngài xuống vực thẳm. Trước tình thế đó, chúng ta không khỏi tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại muốn tạo nên sự tan vỡ như thế tại sao Ngài không thi hành các biện pháp đắc nhân tâm để rồi gây ra sự chống đối của thính giả như vậy? Ban đầu Chúa được dân chúng ngưỡng mộ và Ngài có thể đạt được sự đồng thanh ủng hộ của họ. Nhưng thực ra Chúa Giêsu không đến để tìm kiếm sự đồng thuận và ủng hộ của loài người, nhưng để làm chứng cho sự thật, như sau này Ngài nói trước mặt quan phi tô mà sự thật thì mất lòng vị ngôn sứ đích thực không vâng lời ai khác ngoài thiên chúa và đặt mình phục vụ cho sự thật sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống mình vị ngôn sứ do ơn gọi không tự quyết định về mình nhưng hoàn toàn tùy thuộc thiên chúa đòi hỏi vị ngôn sứ phải làm phép lạ rồi mới tin có nghĩa là muốn áp đặt cho thiên chúa ý muốn của chúng ta và quên rằng phép lạ cũng như chính vị ngôn sứ là một món quà tự nguyện từ phía Thiên Chúa. Dĩ nhiên Chúa Giêsu là vị ngôn sứ tình thương, nhưng tình thương có chân lý. Đúng hơn, tình thương và chân lý là hai danh xưng của cùng một thực tại, hai danh hiệu của Thiên Chúa. Tin nơi Thiên Chúa có nghĩa là từ bỏ những thành kiến của mình và đón nhận khuôn mặt cụ thể trong đó Thiên Chúa Cha tự mặc khải đó là Chúa Giêsu thành Nazareth và con đường này cũng dẫn đến sự nhìn nhận Chúa và phụng sự Ngài nơi tha nhân. Ngày xưa cũng như ngày nay và mai sau, con người nhiều khi phủ nhận vị ngôn sứ nói nhân danh Thiên Chúa. Tại sao? Thưa vì họ nhận thấy nơi người một nhân vật làm cho họ khó chịu, đánh thức và làm xáo trộn cuộc sống yên hàn của họ, lên án những đường hướng sai trái mà họ đang đi mời gọi họ hãy thay đổi cuộc sống và tiến bước trên con đường được tin mừng và chính Chúa Kitô chỉ dẫn. Đau mắt thì gắt mặt trời là thế. Tại Nazareth, những người đồng hương của Chúa Giêsu đã phủ nhận và muốn loại trừ Ngài, vì Ngài yêu cầu họ thay đổi toàn diện cuộc sống, tập tục và não trạng. Vì thế, họ viện cớ này cớ kia để tránh những lời cảnh giác của vị ngôn sứ. Ngày nay cũng như xưa kia, thế giới đang cần những vị ngôn sứ của tin mừng. Mỗi kỳ tô hữu cũng được mời gọi trở thành ngôn sứ, nghĩa là làm chính cho tin mừng bằng cuộc sống và lời nói trong mọi hoàn cảnh của đời sống thường nhật, gia đình, môi trường làm việc, trường học, qua những tiếp xúc, những dẫn thân làm việc bác ái, quan tâm đến tha nhân.